muốn có làn da mịn màng tươi đẹp từ đầu đến chân, nhưng lại ghét phải cạo lông chân hay phải lột da kiểu waxing thật đau đớn, hay những loại hóa chất nặng mùi làm kích ứng da bạn. Các miếng dán trên da thì đòi hỏi phải cọ rửa tới chay cả da. Đừng quên đôi khuất ngọc nhé. Bạn thường phải cạo bỏ da chết trên bàn chân đúng không nào? Cuối cùng đã có giải pháp triệt để, nhanh chóng và dễ dàng để nâng niu làn da của bạn. Công ty Best Buy xin giới thiệu thiết bị tẩy lông và tẩy da chết tiên tiến Dermaseta, bước đột phá về công nghệ làm đẹp giúp cho bạn có được làn da rạng rỡ và mịn màng như lụa. Dermaseta là giải pháp tẩy lông tiên tiến. Bạn chỉ cần bật thiết bị lên, da qua lại trên da và lông chân sẽ biến mất hết. Bí quyết chính là miếng đệm tinh thể pha lê của Dermaseta với tốc độ quay lên tới 550 vòng mỗi phút. Các tinh thể pha lê siêu mịn kích thích cơ năng lông mở ra để đạt được kết quả tối ưu. Đồng thời, Dermaseta còn tẩy da chết để bạn có được làn da trẻ trung và khỏe mạnh hơn, tự tin hơn. Chỉ cần gắn miếng đệm lót chăm sóc cơ thể vào và đổ vào đó loại mỹ phẩm mà bạn thích để thực hiện liệu pháp giữ ẩm đặc biệt. Phụ kiện làm nhẵn da bàn chân, loại bỏ lớp da khô chết khỏi gót chân bạn để bạn có được đôi bàn chân mềm mại như da em bé. Hãy quan sát sự khác biệt này. Với thiết bị tẩy lông và tẩy da chết tiên tiến Dermaseta, bạn sẽ có làn da tươi sáng, rạng rỡ, quyến rũ. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.